Thượng tọa trụ trì chùa Minh Biểu, Đại đức trụ trì. Để cho buổi lễ được sự minh chứng của mười phương chư Phật, giờ phút này chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức, kính mời toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm ba lần niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu gia hộ. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa trụ trì chùa Minh Bửu khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức đoan tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung bạch chư Tôn Thiền Đức chứng minh. Kính bạch Đại đức chủ nhiệm câu lạc bộ Thiền Trà, kính thưa toàn thể hội chúng, kể từ khi có mặt ở cõi đời, con người đã tạo ra cuộc sống, tạo ra những dấu ấn riêng biệt mà không có loài sinh vật nào có thể làm được. Nhà cửa, đường xá, các công trình từ vi mô đến vĩ mô, tất cả đều nhằm phục vụ cho một đối tượng duy nhất là con người. Chúng ta không phủ nhận những thành tựu mà con người đã miệt mài tạo dựng. Nó giúp cho cuộc sống chúng ta văn minh hơn, hiện đại hơn. Nhưng trên thế gian này, chúng ta không thể tìm thấy một sự vật nào không có tính hai mặt. Và cũng vậy, cuộc sống vật chất càng phát triển cũng là khi nó đẩy dần chúng ta rời xa hơn sự định tĩnh trong tâm hồn. Nói khác đi, chúng ta đang ngày càng xa hơn với đời sống tinh thần. Cuộc sống vốn dĩ không cho chúng ta dừng lại. Sự xô đẩy của cuộc đời buộc chúng ta phải chạy theo mãi. Để rồi, có bao giờ chúng ta ngồi ngẫm lại, một đời tất tạ ngược xuôi, nhắm mắt rồi thì mang theo những gì? Hay năm tháng dần trôi, chúng ta lại càng trở nên biến chất hơn với những so đo, tính toán, ích kỷ và thiếu tình thương. Tôn giáo chính là liệu pháp chữa lành hữu hiệu cho những ai đang thực sự muốn tìm về. Trong muôn vàng lựa chọn, Phật giáo lại là chiếc bè vững chãi cho tâm hồn đang mong muốn vượt khỏi sông mê, là con đường thoáng đãng nhất kéo chúng ta trở về những tháng năm vô tư, hiền lành, chân chất của xưa kia. Trong khi đó, trà đạo ra đời để giúp con người có thể cùng nhau ngồi lại, chiêm nghiệm cuộc đời, cảm thụ cuộc sống một cách chậm rãi và chân thành, cùng ngồi lại bên nhau để chúng ta có dịp chia sẻ, bày tỏ, từ đó cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn. Sự kết hợp của Phật giáo và trà thiền thiết nghĩ không còn gì có thể phù hợp hơn cho những con người đang muốn tìm cầu sự an tĩnh trong tâm hồn giữa cuộc sống đầy hối hả này. Trà thiền một tách nhẹ nâng, để tâm lắng động, để thân an bình. Sinh hoạt câu lạc bộ Thiền Trà là một nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt của đạo tràng
chùa Minh Bưởng là dịp để Phật tử giao lưu, thấu hiểu và thương yêu những người bạn cùng một thầy, là dịp để lắng nghe những lời chia sẻ chân tình từ chư tôn đức, để qua đó bồi đắp thêm vườn tâm tuệ giác ngày một thêm xanh. Chính vì thế, hôm nay ngày 28 tháng 5 năm Quý Mão, tại giảng đường chùa Minh Bưởng, buổi sinh hoạt câu lạc bộ thiền trà lần thứ 18 diễn ra cũng không ngoài ý nghĩa đó. Chúng con xin kính thông bạch đến chư tôn đức và thông tri đến toàn thể hội chúng được tường tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ trong giọt lệ cuộc đời, mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa, vui thay giữa chốn ta bà, bừng lên những đó liên hoa rạng ngời. Trở về chứng minh và tham dự trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ thiền trà lần thứ 18 hôm nay, chúng con xin được kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Dũng, trụ trì chùa Minh Bưởng, cố vấn tối cao câu lạc bộ thiền trà. Chúng con xin được đảnh lễ và kính giới thiệu Đại Đức Đạo hiệu Thích Trí Khả, trụ trì chùa Linh Sơn, huyện Cao Lãnh. Chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Thiện, chủ nhiệm câu lạc bộ thiền trà. Và chúng con cũng xin kính giới thiệu toàn thể chư tôn đức trú xứ tại đạo tràng chùa Minh Bưởng và các bổn tự A Di Đà Phật. Và hiện diện nơi giảng đường hôm nay là sự góp mặt của đông đảo quý Phật tử, vị pháp lữ tình thâm đã tề tựu đông đủ về đây cho buổi sinh hoạt thêm phần ấm cúng và trang nghiêm. Xin được hoan hỷ chào đón toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa hội chúng, thiền là phương thức để thân tạm dừng tiếp xúc với ngoại duyên, để tâm tạm ngừng rong ruổi. Người an trú trong thiền sẽ dần thấy tâm an lạc mọi trần duyên, vì đó mà không thể lôi kéo. Từ bao đời, tâm viên ý mã là hình ảnh hết sức chân thật để miêu tả về tâm ý của chúng sinh. Chỉ khi tâm không còn rong chạy thì con người mới được an. Đại chúng hôm nay hãy cùng lắng động tâm mình, trú thân đoan chánh, ngồi yên quán niệm để phát khởi năng lượng bình an, từ bi và yêu thương được lan tỏa khắp trong đạo tràng này. Giờ phút này xin mời đại chúng cùng thiền tọa trong 10 phút và kính cung thỉnh Đại Đức chủ nhiệm hướng dẫn đại chúng thiền tọa. A Di Đà Phật. Vào giờ phút này rất là quan trọng để chúng ta lắng động tâm tư của mình, nhiếp niệm vào trong hơi thở. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng ngồi trong tư thế tĩnh tọa, lưng thẳng. Ban âm thanh ánh sáng chúng ta tắt đèn và cũng như là tắt quạt. 6 năm khổ hạnh nơi chốn rừng già, và cuối cùng Ngài đã tìm ra ánh sáng chân lý. Và giờ phút này, tất cả những tâm niệm ở gia đình, ở công việc, chúng ta hãy đặt nó xuống. Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta chỉ mang theo được tội và phước. Nam mô Di Phật. Vào giờ này chúng con cũng cung thỉnh chư tôn đức châm trà vào bình để cùng hướng dẫn cho Phật tử.
Quý Phật tử chúng ta vẫn ngồi giữ tư thế thẳng lưng. Và sau khi mà chúng ta châm nước vào trong bình rồi, thì quý Phật tử chúng ta rót cái ly trà đầu tiên, cái tách trà đầu tiên mình rót vào cung thỉnh chư tôn đức. Và quý Phật tử chúng ta rót cái tách trà đầu tiên, nâng cái tách trà bằng hai tay của mình ngang trán để thầm tưởng dâng ly trà này lên cúng dường Đức Thế Tôn, người đã dày công và không quản chi thân cành vàng lá ngọc dấn thân đi tìm đạo, để hôm nay chúng ta có được ánh đạo màu. Chúng con xin dâng tách trà này lên cúng dường Đức Thế Tôn. Và sau đó chúng ta tách trà phúc yên lặng để nghe nhạc thiền và uống trà. Thì chúng ta phải tất bật với rất là nhiều cái công việc và đối mặt với tất cả những cái khó khăn của một kiếp người, nào là gia đình, nào là công việc, chưa nói đến những chuyện thị phi nữa. Cho nên ai mà ngồi được trong giây phút yên lặng để uống trà đó, thì thật sự là cái người đó phải có một cái sự tu dưỡng ở bên trong, phải có sự tu dưỡng để họ có một cái định lực, có một cái sự an lạc nhất định, họ mới ngồi yên ắng để mà uống một cái tách trà trọn vẹn. Còn mà chúng ta nhìn vào một cái Phật tử nào hay là một người nào mà ngồi lăng xăng, uống nước cũng trộn rộn, làm cái gì cũng hấp tấp, thì tất nhiên những cái hành động đó nó biểu đạt cho chúng ta biết là cái người này thiếu cái sự tu dưỡng ở bên. Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, thường phần Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, hương tọa vì lòng từ bi, hành nguyện lợi tha Phật sự đa đoan của tịnh hội cũng như nơi bổn tự, mà thường tọa quan lâm về nơi đạo tràng chùa Minh Bụ chúng con hôm nay trên tinh thần đó, toàn thể đạo tràng Phật tử nơi câu lạc bộ thiền trà lần thứ 18 được nghe những lời thuyết giảng của thượng tọa, để cho hàng Phật tử chúng con nương theo đó mà tiến tu trên bước đường tu nhân học Phật giải thoát. Giờ này toàn thể quý Phật tử hãy lắng lòng trong sạch nghe những lời đạo từ của thượng tọa đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta làm hành trang trên bước đường giải thoát. A Di Đà Phật, thay mặt cho bổn tự giờ này chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi ban lời pháp từ cho để cho đạo tràng câu lạc bộ thiền trà chúng con được ân triêm pháp lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức, theo lời chỉ dạy của chư tôn đức thì chúng con được mạn phép chia sẻ với quý Phật tử nhân cái buổi trà thiền lần thứ 18 tại chùa Minh Bủ hôm nay. A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong cái buổi trà thiền tối hôm nay. Chúng ta đang hiện hữu và đang tham dự cái buổi trà thiền tại chùa Minh Bủ, phải không? Trà thiền cũng là trong chùa, và nhất là cái bà con Phật tử của chúng ta ở vùng này thì đa phần là Phật tử đi chùa. Thế thì ai cũng đã từng nghe ít nhất là một lần về những cái câu thơ mà của người xưa để lại,
mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chắc quý vị có nghe, đúng không? Ít nhất là một lần đã được nghe. Thế thì thông qua cái câu thơ đó đó, thì ta thấy được rằng giữa mái chùa và dân tộc á, có cái sự hòa quyện với nhau. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái nếp sống của tổ tông ta từ xưa tới nay đó là gì? Nếp sống đó là đi chùa, gần gũi với Phật môn. Mà chính cái nếp sống đó đó, gần gũi như vậy đó, có những câu ca dao mà chúng ta thường nghe đó thì đất vua chùa làng, phong cảnh bục, rất gần gũi với chúng ta. Thì sự hiện diện có mặt của chúng ta hôm nay cũng tại ở nơi chùa. Nhưng mà để chúng ta hiểu về cái ý nghĩa đi chùa đó là không mấy ai hiểu. Cho nên hôm nay á, xin chia sẻ vấn đề của cái buổi nói chuyện tối hôm nay, đó là ý nghĩa đi chùa. Xin chia sẻ với quý vị. Thế thì trở lại hai cái câu thơ hồi nãy đó. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa và sự hòa quyện với dân tộc nó rất gần gũi. Đó là nếp sống của ông cha ta từ xưa tới nay. Bằng chứng cụ thể đó là gì? Những ngày Tết đến, ngày đầu xuân á, là hầu như chúng ta dành trọn cho một ngày để đi chùa ngày mùng 1, đúng không? Đấy. Rồi những người Phật tử ngày rằm đi chùa, 30 đi chùa, sám hối, ăn chay, niệm Phật vân vân. Và thậm chí có những người ít đi chùa nhưng mà có tín tâm với Phật Pháp, thì vào những cái tháng như tháng Giêng họ ăn chay, tháng 7 họ ăn chay, tháng 10 họ ăn chay, đúng không? Để. Nhưng mà để cho chúng ta hiểu về cái ý nghĩa đi chùa thì chắc chắn rằng có một số người đã đi nhưng mà không hiểu. Thì buổi nói chuyện hôm nay thì ban tổ chức cho phép 50 phút. Thì chia sẻ trong 50 phút nha. Thì chùa có nghĩa là gì? Chùa đó, cái chữ Hán gọi là tự nha. Vào thời Đức Phật còn tại thế đó, không có chùa. Mà nơi của Đức Phật ở để sinh hoạt, chư tăng sinh hoạt đó gọi là tòng lâm, tịnh xá. Chùa nó phát xuất từ đâu? Thì chùa nó phát xuất vào cái khoảng, vào cái niên hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 10. Thì một hôm á, Hán Minh Đế đó, ông ta nằm mộng, ông thấy một cái người thân tướng vàng kim cao 1 trượng 6. Sáng ra đó, ông ta lâm triều và trình bày cái giấc mộng của mình cho quần thần. Thì trong quần thần đó đó, có một vị thần, một vị đại thần bạch rằng: muôn tâu bệ hạ, hạ thần có nghe bên xứ Tây Trúc có một vị thân tướng vàng kim gọi là Phật Đà. Biết đâu trong giấc mộng á, bệ hạ thấy cái vị thần đó tức là Phật Đà. Cho nên nghe cái lời của đại thần đó, cho nên á, Hán Minh Đế đó mới sai sứ thần đi qua Thiên Trúc, tức là qua Ấn Độ đó, để thỉnh Phật, thỉnh kinh. Thì sứ thần tuân theo Hán Minh Đế để đi, thì trên đường đi đó mới gặp được hai vị tôn giả, đó là Ca Diếp Ma Đằng và tôn giả Trúc Pháp Lan, trên đường từ Thiên Trúc qua bên Trung Quốc để truyền đạo. Thì trên đường đi đó, quý ngài mang theo một tượng Phật và bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì vị sứ thần gặp hai vị tôn giả này và thỉnh về Trung Quốc. Thế thì thỉnh về tới Trung Quốc rồi đó, Hán Minh Đế đó mới mời hai vị tôn giả này ở Hồng Lô Tự nha, để ở đó để tạm trú, ở tụng kinh lễ Phật, dịch kinh ở đó. Mà bản thân của Hồng Lô Tự á, thời điểm đó là gì? Là cái nơi để nhà vua tiếp đón sứ thần
của các phương. Hồng Lô Tự nơi đó là nơi giống như là cái đại sứ quán vậy đó. Mà sẵn nhân đây á, để nói nè, chùa quán sứ của chúng ta đó, hồi thời xưa là cất á, là cũng để tiếp những vị sứ thần. Mà trong số những vị sứ thần đó đó, có những vị là Phật tử, họ tu tập Phật pháp môn của đạo Phật, cho nên á, rồi có thờ Phật để dành cái không gian riêng cho những vị đó hành lễ, cho nên lâu ngày vài tháng rồi trở thành một cái chùa gọi là chùa quán sứ của chúng ta ngoài Hà Nội đó, phố quán sứ, phải không? Thế thì trở lại trong vấn đề Hồng Lô Tự, thế thì từ lúc mà Hán Minh Đế thỉnh hai vị tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang về Hồng Lô Tự để ở đó lễ Phật tụng kinh, dịch kinh đó, về sau nhà vua mới ban cho trong triều thần một cái lệnh, đó là gì? Cất thêm một cái chùa Bạch Mã Tự. Bởi vì á, hai vị tôn giả này trên đường đi từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc á, chở cái bộ tứ thập nhị chương lên cái lưng con ngựa trắng. Thế thì nhà vua cho cất cái chùa Bạch Mã, tức là Bạch Mã Tự á, để chi? Để tri ân cái con ngựa chở Phật, chở kinh, chở những vị tôn giả này từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Cho nên cái chùa đầu tiên đó là Bạch Mã, chùa Bạch Mã ha. Thế thì nó xuất phát từ cái chùa như vậy. Mà cho quý vị biết thêm một chút, đầu tiên là cái chùa đó là cái nơi làm việc chính trị nha, chiêu đãi sứ thần nha. Rồi từ tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang thì chùa là nơi đó thờ Phật, dành cho chư tăng ở tu hành, đó phát xuất từ đó nha. Thế thì chùa đó là tạm hiểu là nơi ở của chư tăng tu tập. Thì có những từ ngữ đó dành cho chư tăng tu tập, dành cho chư ni ở tu tập, mà có tên khác không gọi là chùa. Ví dụ thiền viện, quý vị có nghe không? Thiền viện tức là gì? Cái nơi dành cho chư tăng chư ni ở nhưng mà chuyên về tu thiền là thiền viện. Rồi có tên nữa là gì? Tu viện, là một cái viện chuyên tu về một pháp môn nào đó của chư tăng chư ni, không gọi là tu viện. Rồi quý vị có nghe cái từ tổ đình không? Mà quý vị có hiểu tổ đình là gì không? Thầy ví dụ như thế này nha. Ví dụ như đây thượng tọa Minh Bửu, thượng tọa chủ trì chùa Minh Bửu đây có 5 người đệ tử, và 5 người đệ tử này mới lớn lên trưởng thành và đi lãnh 5 cái chùa khác. Thế thì những vị đệ tử của 5 vị đệ tử của thượng tọa Minh Bửu đây nè, xem cái chùa Minh Bửu đây là tổ đình. Bởi vì sao? Sư phụ mình xuất thân từ đây, có hiểu không? Để ví dụ như trong mình, trong nhà mình đó, ba mình đó có 5 người con, lớn lên dựng vợ gả chồng hết, có một Út ở nhà, gọn đến 100 tuổi ông giao cho Út ở cái nhà đó, thì xem như đó là gì? Cái đó là cái từ đường thờ ông bà cha mẹ tổ tiên, phải không? Anh chị em mới tụ hội về đó, những cái lễ lộc, những đám dỗ đám quải Tết nhất đồ đó, có hiểu không? Đó là. Còn tổ đình thì cũng giống như vậy, phải không? Hiểu chưa? Quý vị có nghe cái chữ từ sắc tứ chưa? Sắc tứ tự đó. Tất nhiên ở có những tam bảo sắc tứ, khải đoan sắc tứ, tức là gì? Những cái chùa đó có công lao với vua, với đất nước, cho nên á, vua sắc phong, cho nên đó đó là sắc tứ, hiểu chưa? Rồi quý vị có nghe từ tự viện chưa? À, mà nghe từ tỉnh thất chưa? Tỉnh thất đó là gì? Một cái thất để cho chư tăng chư ni tu, nhưng mà một cái phạm vi nhỏ, một vị hai vị thôi, nó không có cái quy mô lớn như cái chùa. Rồi quý vị có nghe từ tòng lâm chưa? Tòng lâm vốn dĩ là gì? Nó phát xuất từ cái khu rừng. Tòng lâm là một khu rừng,
rậm rạp cây cối nhiều, nhưng mà để ẩn ý gì? Cái nơi của chư tăng chư ni sinh hoạt, mà nơi đó chư tăng chư ni sinh hoạt đông đúc, đông đảo, cho nên gọi là tòng lâm, cũng là cái từ của chùa. Vào thời Đức Phật còn tại thế đó, chư tăng và Đức Phật thường nhập hạ, thường sinh hoạt, thường giảng kinh thuyết pháp ở những tịnh xá như là tịnh xá Trúc Lâm của nơi vua Tần Bà Sa La cúng, tịnh xá Kỳ Viên là của Thái tử Kỳ Đà và ngài trưởng giả Cấp Cô Độc cúng, và cái tịnh xá Kỳ Viên là nơi đó Đức Phật sinh hoạt cùng với chư tăng nhập hạ an cư hầu như là hơn nửa cuộc đời của Đức Phật ở đó. Thế thì chúng ta tạm hiểu như vậy ha. Rồi đó, chúng ta cái cách xưng gọi của chùa nè, ví dụ ở đây là chùa Minh Bửu nha. Có nhiều người Phật tử ta không hiểu, rồi bắt đầu á có bạn mình hỏi, ừ chị chứ nghe nói tối nay có câu lạc bộ thiền trà gì chưa, câu lạc bộ thiền trà đó ở đâu vậy chị? Cái đầu mình nói là câu lạc bộ thiền trà đó ở chùa Minh Bửu Tự. Quý vị nói vậy đúng hay sai? Đấy, có nhiều người nói vậy đó. Thế thì nếu như mình xin gọi á chùa Minh Bửu thì không có tự ở sao, bởi vì chữ tự có nghĩa là chùa, hiểu không? Hoặc là mình nói là câu lạc bộ thiền trà ở Minh Bửu Tự thì không có chùa ở trước, nhớ nha. Hoặc là tôi thì trụ trì ở chùa Linh Sơn. Có nhiều Phật tử đi chùa dưới nó hỏi đi khóa tu, dự khóa tu, họ dự khóa tu chùa nào, nó chùa Linh Sơn Tự là sai nha. Chùa Linh Sơn hay là Linh Sơn Tự, chứ không có nói là Linh Sơn Tự hay là chùa Linh Sơn Tự nha, không nói vậy nha. Đó là thế thì á, đi chùa đó có hai mục đích để đi chùa. Một á, đi chùa đối với những người Phật tử, và đi chùa đối với những người có tình cảm với chùa. Thế thì tôi tạm gọi là những người có tình cảm đó đi chùa với cái sự tín ngưỡng đi chùa, và những người Phật tử á, đi chùa á, thì cái người hiểu đạo đi chùa nha. Thế thì cái người tín ngưỡng đi chùa là đi chùa như thế nào? Ví dụ nè, rằm chúng ta đi chùa, hỏi đi chùa để làm gì? Đi chùa lại Phật cầu duyên, có không? Đấy, có chứ. Rồi á, có nhiều người hỏi thấy thầy, thấy quý sư cô sao trẻ quá đi chùa tu, nói cô thầy có thất tình không đi chùa vậy thầy, thất tình không đi tu vậy thầy? Bây giờ ta nghe cái gì? Nghe chuyện tình Lan và Điệp đó, phải không? Đấy, cô Lan thất tình anh Điệp cho nên vô chùa. Thì đó, những cái quan niệm đó là quan niệm của những người tín ngưỡng đi chùa. Rồi thậm chí họ có nỗi niềm buồn phiền, những cái buồn bã trong gia đình, hoặc có những cái xui xẻo tai nạn gì đó, họ đi chùa để mong cho qua những xui xẻo ách nạn này nọ, họ đi chùa. Thì đó là tín ngưỡng đi chùa. Tuy nhiên những cái sự mong cầu nguyện ước của họ thành tâm thành ý thì đôi lúc cũng có những cái kết quả nha, cho nên họ đi chùa như vậy. Thế thì đi chùa như vậy thì chưa đúng với cái tinh thần của người Phật tử hiểu đạo. Cái thứ hai đó là gì? Đi chùa đối với những người Phật tử hiểu đạo. Thế thì đi chùa với Phật tử hiểu đạo là đi chùa như thế nào? Thế thì trong kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới, Đức Phật có dạy như thế này: ngại hướng Phật sở, vi dục lễ cận cúng dường, thân sự thính pháp. Có nghĩa là gì? Đến chỗ Phật vì muốn chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường, phụng sự, nghe pháp. Đó là cái ý nghĩa của đi chùa đối với người Phật tử của chúng ta. Thì mong muốn rằng quý Phật tử chúng ta đi chùa với ý nghĩa này nha. Thế thì Thượng Tọa Thích Minh Quang á, ngài có làm một cái bài thơ
nói về cái ý nghĩa đi chùa như thế này. Về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răn của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai gắn giữ phước dày mai sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề. Chùa là mái ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh phước gì lớn hơn. Đó là ý nghĩa đi chùa. Thế thì chúng ta từng tự chúng ta phân tích cái bài này, chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa đi chùa. Về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răn của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai gắn giữ phước dày mai sau. Về chùa lại làm gì? Phải kính Phật, phải trọng tăng. Đấy, phải nhớ nha, Phật là như thế nào chúng ta kính Phật. Chúng ta tạm hiểu là một bậc giác ngộ nha, bậc giác ngộ, mà giác ngộ về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chắc ai cũng hiểu cái điều này, đúng không? Thế thì tự giác nghĩa là gì? Là tự mình giác ngộ. Giác tha là gì? Đem cái sự giác ngộ của mình hướng dẫn dìu dắt người khác có được cái sự giác ngộ giống như Phật, gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn là gì? Quý vị hiểu không? Có thể là rất nhiều Phật tử chúng ta không hiểu cái từ này. Trước khi giải thích cái từ này, thầy xin ví dụ như thế này nha. Ví dụ như ở đây nè, chúng ta làm vườn, chúng ta làm xoài đi, mà nông dân có những cái kỹ thuật làm xoài, có những cái bí quyết để làm xoài mà nó trúng chỗ bông nhiều, đậu nhiều, có năng suất cao, không? Thế thì chúng ta hướng dẫn cho những cái người bạn chúng ta không biết làm xoài đó, chúng ta chỉ hết cái bí quyết đó mà không chừa một cái gì hết á, cái đó gọi là giác hạnh viên mãn, có hiểu không? Thế thì Đức Phật là một người giác ngộ và tu hành thành Phật. Ngài cũng muốn đem cái giáo lý của Ngài dìu dắt hướng dẫn cho mọi người thành Phật giống như Ngài mà không giấu giếm một cái gì hết, gọi là giác hạnh viên mãn, có hiểu chưa? Chúng ta hiểu thì đó là gì? Giác hạnh viên mãn. Thế thì Đức Phật đã giác ngộ rồi, nhưng mà bây giờ Đức Phật đã nhập diệt rồi. Thế thì hình ảnh của Đức Phật á là tiêu biểu cho cái sự giác ngộ, giải thoát, từ bi, trí tuệ. Cho nên chúng ta kính lễ Phật là để chúng ta phát huy những điều đó ở tự tâm. Bởi vì tự tâm chúng ta vốn dĩ có những điều đó. Vậy cho nên á, ai mà kính Phật, lễ Phật với cái tâm chí thành tha thiết thì có một cái công năng gì? Tiêu tội, tăng phước. Mà trong 10 hạnh phổ hiền đó, cái nguyện 10 nguyện phổ hiền đó, cái nguyện đầu tiên đó là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Ai mà chí thành lễ Phật với một cái sự tâm niệm thành kính tha thiết thì chẳng những tiêu tội được phước, đó là còn một hành, một cái hạnh của Bồ Tát nữa, có hiểu không? Đấy. Thế thì chúng ta hiểu thêm một cái ý nữa về Phật. Thế thì Phật là một bậc giác ngộ, mà chúng ta vốn dĩ có cái tự tánh giác ngộ giống như Phật như vậy đó. Cho nên á, kính Phật ở đây còn có nghĩa như thế này nữa. Phật vốn dĩ là ở đâu? Ở tự tâm. Cho nên á, kính Phật là kính ở tự tâm Phật của tất cả mọi người. Và chúng ta nên hiểu như thế này. Ai có tụng kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật chỉ dạy gì? Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên mục đích của Phật ra đời theo kinh Pháp Hoa khai thị đó là gì? Để cho chúng sanh ngộ nhập Phật, tri kiến tất cả
mọi người đều có tri kiến Phật ở đây, ở tâm. Và kính Phật ở đây, chúng ta nên học cái hạnh của một vị Bồ Tát mà trong kinh Pháp Hoa tán thán khen ngợi ở phẩm thứ 12. Đó là Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Bồ Tát thường bất khinh. Ngài nhìn bất cứ một cái người nào, người già, người trẻ, người nam, người nữ, người đẹp, người xấu, hay là bất cứ một cái người nào, Ngài đều xuống lên một điều là gì? Một lời nói là gì? Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ là Phật. Thế thì ai cũng có một cái chất liệu Phật. Thế thì mình có khinh khi ai không? Cho nên Phật tử chúng ta đi chùa phải nhìn chỗ này nha. Quý Thầy cũng có chất liệu đó, quý Phật tử cũng có chất liệu đó, và tất cả mọi người đều có chất liệu đó. Có nên khinh khi không? Khinh khi tức là khinh khi một vị Phật trong tương lai đó, chúng ta có tội đó nha. Mà Phật tử chúng giờ, bây giờ chúng ta đi chùa đó, có đôi lúc những người không thẩm thấu được điều này, có thể than thầy cái chê, làm điều này cái chê, làm điều kia cái trách, đúng không? Cho nên mình không khéo là trách một vị Phật trong tương lai. Kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này nha. Vào thời nhà Tống, có một vị quan rất nổi tiếng, đó là ông Tô Đông Pha, và một vị thiền sư rất nổi tiếng, đó là Phật Ấn Thiền Sư. Và Phật Ấn Thiền Sư và Tô Đông Pha có rất nhiều giai thoại trong nhà thiền, nhưng mà chúng tôi tạm kể cho quý vị nghe một giai thoại đặc biệt. Đó là gì? Một hôm á, Phật Ấn Thiền Sư và Tô Đông Pha đang ngồi uống trà đàm đạo, thì Tô Đông Pha mới hỏi Phật Ấn Thiền Sư: vì chứ Ngài nhìn thấy tôi nè giống cái gì? Thì Ngài Phật Ấn á, Ngài mới nói gì? Tôi thấy Ngài tướng hảo đẹp giống như một vị Phật. Bắt đầu Ngài Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha: ông thấy ta giống cái gì? Ông Tô Đông Pha mới nói này: ông đen đen tròn tròn giống bãi phân châu. Thế thì quý vị nghe vui không? Thế thì lúc này đó, Ngài Phật Ấn im ru không có nói gì hết. Cái bắt đầu Tô Đông Pha ông tưởng là ông đắc thắng rồi, chuyến này là Phật Ấn Thiền Sư không có nói đáp lại ổng rồi. Về ổng vui quá, ổng tâm sự với cô em gái của ổng: chuyến này là Phật Ấn thua anh rồi. Cái bắt đầu cô em gái hỏi: anh đối đáp như thế nào mà lão Phật Ấn thua? Cái ổng kể đó, nên là Phật Ấn, ta hỏi Phật Ấn là xem ta giống cái gì, thì ổng nói ta giống Phật. Còn ổng hỏi là ta xem ổng giống cái gì, ta nói là ổng giống bãi phân châu. Cái cô em gái nói vậy là sư huynh thua rồi, huynh thua rồi. Nói thua cái gì? Hỏi là Phật là ai thấy, phân châu là ai thấy? Có phải là Phật Ấn thấy không? Còn phân châu là huynh thấy phải không? Thế thì nếu như chúng ta nhìn mọi người có một cái giá trị Phật, thì ai chúng ta cũng yêu thương, ai chúng ta cũng tôn quý, ai chúng ta cũng kính trọng, ai của chúng ta lời lẽ nhỏ nhẹ hết. Còn ngược lại, nhìn họ là phân châu, tức là gì? Có sang, có hèn, có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo, có phân biệt, có tôn kính, có khinh khi, rất rõ ràng. Quý vị thấy không? Cái thấy của Ngài Phật Ấn là biểu trưng cho cái thấy của người liễu đạo, đạt đạo, hay là chỉ cho cái thấy của những người xuất thế gian. Còn cái thấy của Ngài Tô Đông Pha là biểu trưng gì? Cho những người cư sĩ chưa có thẩm thấu về Phật Pháp. Cho nên chúng ta thông qua cái thấu này, cái thẩm thấu này, thông qua câu chuyện này, để chúng ta hiểu và để chúng ta có một cách nhìn nha, về chùa kính Phật trọng tăng là như vậy đó. Bởi vì chúng ta thấy mọi người đều có một giá trị Phật, thì sao?
ai chúng ta cũng thương được hết, mà thậm chí một cái người ác chúng ta cũng thể tha thứ họ được, bởi vì người ác cũng có cơ hội họ chuyển ác thành thiện mà, họ chuyển hung thành thiện mà, bởi vì cái chất liệu Phật vốn dĩ có cho họ mà. Có hiểu được điều đấy nghe chưa? Rồi thứ hai nữa là kính Phật là kính rồi, phải trọng tăng. Tại sao phải trọng tăng? Mà có nhiều người nói gì, ông thầy có hơn gì tôi đâu, chẳng qua là ông có cạo cái đầu mà cái áo này, nếu như nghĩ ông thầy là một quý vị như vậy thôi đó, thì quý vị cạo cái đầu mà cái áo này cũng giống thầy rồi, đúng không? Không phải như vậy. Sở dĩ quý vị biết Phật là ai, biết Pháp là gì, là do ai? Là do Tăng đó chứ, là do quý thầy đó chứ. Bởi vì Phật đã nhập diệt, Tăng là thay Phật tuyên dương. Muốn biết Phật là ai, muốn biết hiểu Pháp là gì thì phải nhờ chư Tăng. Bởi vì chính vì lẽ đó, đó có câu gì? Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Tức gì? Phật tử đi vào chùa đó, muốn lên chùa dâng hương cũng phải hỏi ông thầy trụ trì, muốn lên chùa lễ Phật cũng phải hỏi, đúng không? Giờ đi song song vô, lên trên chánh điện nhìn thấy Đức Phật, A Di Đà Phật, cúi lại Ngài cho con đảnh lễ Ngài nha. Phật ở trển, ừ, lãnh lễ đi con, dám ở đó lãnh lễ không? Không. Để thế thì thầy, quý thầy đó là Chư Tăng Chư Ni đó, là đại diện cho Chư Tăng, đại Phật tuyên dương. Thế thì muốn biết Phật là ai, muốn hiểu Pháp là gì cũng nhờ quý thầy hướng dẫn. Cho nên kính Phật thì phải trọng tăng. Rồi sao nữa? Nè, lắng nghe lời Pháp dạy răng của thầy nha. Thầy là cái người hướng đạo, người đại Phật tuyên dương là thay Phật để hoàn truyền chánh pháp, giảng dạy kinh điển để chúng ta hiểu. Nhưng mà muốn chúng ta muốn hiểu, muốn thẩm thấu thì phải sao? Phải lắng nghe. Nghe đó là một chuyện, nghe đó là một trạng thái thụ động. Bởi vì sao? Nghe là một cái trạng thái thụ động là gì? Chỉ cái việc tiếp nhận âm thanh của mọi loài. Còn lắng nghe là gì? Lắng nghe là một quá trình chủ động, có tập trung, có mong muốn thấu hiểu những cái nội dung của người kia nói, rồi bắt đầu chúng ta phân tích cho họ, đưa ra cho họ những cái điều họ thắc mắc, giải đáp cho họ, chia sẻ cho họ, khuyên nhủ họ để họ được cởi mở ra một vấn đề gì đó. Cho nên lắng nghe đó là một cái vấn đề rất cần thiết đối với tất cả mọi người chúng ta. Bởi vì sao? Trong nhà Phật đó có một vị Bồ Tát mà chúng ta thường gặp nạn gì cũng cầu cứu xin niệm, đó là Bồ Tát nào? Quan Thế Âm. Nói ra là biết liền phải không? Nhưng mà cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh tu gì quý vị biết không? Nhĩ căn viên thông phản văn văn tự tánh. Đó là cái hạnh tu, nói nôm na lại cho dễ hiểu, đó là lắng nghe. Và cái phương pháp lắng nghe này nè, chúng ta ứng dụng tất cả mọi nơi, chứ không phải chỉ cho người Phật tử, hay là chỉ cho quý thầy, hay là chỉ cho trong chùa mới áp ứng dụng đâu. Nè, có đôi lúc nè, trong gia đình có những sự xung đột từ cái chỗ thiếu cái sự thẩm thấu lắng nghe. Chính vì lẽ đó đó, muốn cho trong gia đình có cái sự hiểu biết hòa hợp á, có đôi lúc cần nè, vợ lắng nghe chồng, chồng lắng nghe vợ. Rồi trong công ty xí nghiệp á, nhân viên lắng nghe sếp, sếp lắng nghe nhân viên. Trong học đường, thầy lắng nghe trò, trò lắng nghe thầy. Trong nhà chùa cũng vậy, Phật tử lắng nghe quý thầy lắng nghe Phật tử. Để trong lúc lắng nghe như vậy, chúng ta sẽ có thẩm thấu hơn, hiểu hơn, thông cảm được, giải bài được. Để cho nên cái lắng nghe, không? Mà lắng nghe là gì? Lắng nghe cái gì? Lắng nghe lời Pháp dạy răng của thầy. Dạy nhưng mà răng, quý vị nhớ nha, dạy nhưng mà răng. Tức là sao?
dạy một cách nghiêm túc, dạy một cách nghiêm khắc, để cho đệ tử mình hiểu biết những lời lành, lời tốt, những lẽ phải, những đạo đức. Để cho nên á, trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy như thế này: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không người soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật Pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Tất cả những thứ đó, lời quyền diệu thâm sâu trong kinh điển, chúng ta hiểu được là cũng từ nơi Thầy khai thị, Thầy hướng dẫn, Thầy dìu dắt. Và Hán Sơn Đại Sư Ngài có dạy như thế này: tu dễ minh sư thật khó mong, thầy lành không gặp luống uổng công. Tự cho thông tuệ thêm phí sức, tu mù luyện quán cũng bằng không. Đấy, đó là lời của Ngài Hán Sơn Đại Sư Ngài dạy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta đó, có hướng dẫn Phật tử gì? Cái lúc mà nguyện đó, nguyện cho con gì? Sanh sanh hạnh ngộ minh sư, thế thế trùng phùng chánh pháp. Đó là gì? Đời đời gặp được thầy tốt, thầy sáng, đó là minh sư. Thế thế trùng phùng chánh pháp, không? Là đời đời cũng gặp gỡ được chánh pháp mà không gặp tà pháp. Để cho nên á, chúng ta phải, tại sao trong cuộc sống, trong quá trình học đạo, chúng ta cần phải gặp minh sư. Quý vị nhớ này.